Xin chào quý khán giả trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Lời đầu tiên Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Vừa mới đây thì trên trang fanpage của công ty của đại gia đình anh Ba Ngọc Sơn đã có một cái tút thông báo một cái tin vui như thế này nè mọi người. Ngày 26, 27 âm lịch tức là 26, 27 Tết đó, bác Ba Ngọc Sơn và cháu Hồ Văn Cường sẽ hát cho xi măng Xuân Thành và bảo hiểm Xuân Thành tại Hà Nội và Ninh Bình. Kính chúc đại gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui. Bác Ba Ngọc Sơn hướng dẫn cháu Cường hát chữ trong vắt nha mọi người. Đó, mọi người thấy là trong hình là anh Ba Ngọc Sơn đang chỉ dẫn cháu Cường phát âm cái chữ trong vắt đó mọi người. Và mọi người vô trang của anh Ba Ngọc Sơn mọi người xem đó. Và đúng là một cái tin vui đúng không mọi người đó. Đây mọi người xem ha, xem cái tút này ha. Như Xuân Mỹ đã nói thì anh Ba Ngọc Sơn sẽ là người dẫn dắt em Cường trong việc là hướng dẫn em tập nhạc. Và mọi người thấy qua video clip sự tận tình, anh ở trong phòng thu, anh đứng anh ra biểu hiện tay và cho em phát âm đúng cái chữ để em có thể hát tròn vành rõ chữ, cái âm sắc nó nhả ra, nó mượt mà, nó sang hơn đó mọi người. Và Xuân Mỹ thì luôn luôn ủng hộ cậu Út Gò Công và ủng hộ việc làm của anh Ba Ngọc Sơn cũng như là ông Mr. Nguyễn Đức Thụy để giúp đỡ cho cậu Út Gò Công phát triển con đường ca hát của mình. Kỳ này thì FC Xanh Lục Chuối miền Bắc thì vui rồi ha mọi người. Nhưng mà em Cường thì bây giờ đang là ráo riết tập dượt để chuẩn bị cho show diễn. Trước tiên là ở tại thành phố Hồ Chí Minh là ngày 22 tháng 1 năm 2022. Thì tất cả chúng ta đang, Xuân Mỹ cũng vậy, đang tập trung tuyên truyền cho show diễn này. Và Xuân Mỹ hy vọng là cậu Út Gò Công sẽ diễn thành công cái show này. Hôm nay thì khi mà Xuân Mỹ trao đổi về những cái hoạt động, những cái hành vi chửi rủa phá hoại của anh Tifan đó, thì Xuân Mỹ khẳng định là em Cường sẽ lên sàn diễn ngày 22 tháng 1 năm 2022 tại Rạp Hòa Bình. Thì khán giả Trí Hằng có làm một cái bài thơ mà Xuân Mỹ in ra tới một trang giấy A4 nè mọi người. Nè mọi người thấy ha. Đó, Xuân Mỹ in ra một trang giấy A4 nè mọi người nhìn qua camera ha. Đó. Đó, tác giả Trí Hằng. Rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin đọc thơ, bài thơ của tác giả Trí Hằng của khán giả trên kênh Xuân Mỹ Vlog gửi đến cậu Út Gò Công ha, tặng cậu Út Gò Công. Xuân Mỹ xin đọc bài thơ này. Em xuất hiện cả triệu người dậy sóng, yêu thương em fan mong ngóng bao ngày, dáng hao gầy trên sân khấu nơi đây, hoa sen nở rộng vòng tay chào đón, tân sinh viên một chàng trai mới lớn, đã tan thương ở tuổi chớm vào đời, vùi dập em những kẻ chẳng lòng người, hồn non nớt, em tơi bời oan ức, nuốt cay đắng hằng đêm ôm thổn thức, fan yêu thương cùng đau nhức trong lòng, nghiệp duyên gì mang số kiếp long đong, được thêm mẹ thì vào lòng lận vòng lận đận, họ nhẫn tâm gieo bao nhiêu oán hận, phải lặng câm em đón nhận tuổi hờn, phủ đầu em bằng hai chữ vô ơn, lũ ekip cùng kết hợp dồn em và sắp đặt với vô vàng kế bẩn, tránh xa chúng em nép mình ở ẩn, không buông tha chúng nó vẫn kêu gào, mạng dậy sống hơn tháng mãi cao trào, chưa có được một ngày nào im ắng,
Hồng hại em một tâm hồn trong trắng, em tổn thương cay đắng bởi lòng người. Giông tố qua rồi hãy đứng dậy Cường ơi, phía trước em cả bầu trời rộng mở, hãy hoàn thiện một tương lai dang dở. Tuổi 13 rồi đổ vỡ bởi tin lầm, em đón nhận bao kế bẩn mưu thâm, rồi héo hắt trong âm thầm lặng lẽ, trà đạp em còn tung hô ra vẻ. Mẹ thiện lương con bất hiếu vô nghì, đè bẹp em bằng tiếng sống tiếng xấu thị phi, còn chặn em mọi đường đi ngã đến, vu cho em vô ơn nên căm hến. Nào hay đâu vì cảm mến mẹ phải làm thinh, ngót 6 năm như bóng theo hình, giờ kết tội em một mình gồng gánh. Đời non nớt em đâu là tiên thánh, đâu tinh khôn né tránh lũ gian tà, gieo oan khiên rồi lại cũng ra ma, vùi dập em hại cả nhà bi đát. Hồ Văn Cường với trái tim tan nát, gượng đứng lên cất tiếng hát cho đời, nay u uất ngày mai sẽ rạng ngời. Đó, đó là bài thơ của khán giả Trí Hằng thì Xuân Mỹ vừa đọc qua gửi tặng cậu Út Gò Công. Và Xuân Mỹ, các bạn biết không, khán giả biết không, sau khi mà anh Ngọc Sơn trả lời phỏng vấn trên báo Thanh Niên và thông tin công khai cái việc mà em đi hát ở tập đoàn Xuân Thành và em nhận được 200 triệu đó mọi người, thì như video hôm qua Xuân Mỹ cũng có nói là 200 triệu đó là nó bao gồm là cả tiền cát-xê và tiền hỗ trợ tất cả những cái gì mà tập đoàn Xuân Thành muốn hỗ trợ cho em Cường. Thì bọn chúng lại nói á, là em Cường diễn mọi người, làm gì có ai mà mời em Cường hát mà trả một cái số tiền cao như vậy. Em Cường tự bỏ tiền cá nhân ra rồi diễn đó mọi người. Thì mấy đứa là người ta làm gì mấy đứa cũng nói ha, mấy đứa không có cam tâm, không có cam tâm là em Cường á là có được những cái show diễn và nhận được cái tiền tươi thóc thật, nhận được cái công sức lao động trên tay mình. Mấy đứa không có cam tâm thì bây giờ ha, mấy đứa hãy chờ xem show diễn ngày 22 tháng 1 là cái show diễn mà em cũng ký hợp đồng biểu diễn với công ty giải trí ACM ha. Rồi tiếp theo á là ngày 26 27 âm lịch Tết đó, tập đoàn Xuân Thành mời diễn chương trình Xuân đó của tập đoàn đó. Thì mấy đứa là mấy đứa có cần mà xem hợp đồng với lại giấy chuyển khoản tiền không? Để là Xuân Mỹ nhờ tập đoàn xi măng Xuân Thành chụp ủy nhiệm chi chuyển tiền vô tài khoản em Cường luôn cho mấy đứa khỏi ra khỏi có hót nữa ha. Mấy đứa hót khỏi có sủa nữa ha. Mấy đứa sủa hoài mà mấy đứa không biết là sủa bậy rồi. Xuân Mỹ rất là nhiều lần nói là chó cứ sủa nhưng mà đoàn người vẫn cứ đi đó, mấy đứa hiểu không? Mấy cậu vàng cứ sủa đi, cứ sủa miết đi. Ở đây thì em Cường cứ tập luyện đi show vậy thôi. Đó, và bằng chứng đó là đây nè, Xuân Mỹ chuyển lên đó, đứng vô phòng thu, đếm từng ngón tay, đếm nhịp cho cậu Út Gò Công nhả chữ ra đó. Đó, Xuân Mỹ bấm dừng lại cái hình này, dứt khoát và quyết liệt tập vợt chăm chỉ nghiêm túc như vậy thì đủ hỏi là đủ trả lời cho mấy đứa là người ta diễn hay là ta tập tành tập cho show thật. Đây mấy đứa, mấy cậu vàng sủa đi, chó vẫn sủa và đoàn người thì vẫn cứ đi, cứ sủa ăn ẵng miết mỗi ngày. Mấy cái cậu vàng thiệt tình là không có cam tâm, không có chấp nhận sự thật là lâu nay mình sủa không có làm hề hấn gì người ta. Người ta vẫn phải đứng lên, người ta tiếp tục đi tiếp những cái show diễn sắp tới. À, thì Xuân Mỹ xin chúc cho tập đoàn Xuân Thành năm 2022 kinh doanh thắng lợi. Chúc anh bà Ngọc Sơn khỏe và chúc cậu Út Gò Công sức khỏe dồi dào để có thêm nhiều năng lượng hát thêm nhiều show khắp các tỉnh thành trong nước và đặc biệt là show diễn ngày 22 tháng 1. Có những cái khán giả là hỏi Xuân Mỹ có vé chưa của ngày 22 tháng 1 thì Xuân Mỹ thông báo là Xuân Mỹ có vé rồi nha mọi người. Vé mệnh giá cao nhất trong trong đó, trong cái dãy vé đó. Và Xuân Mỹ xin đọc số điện thoại hotline của công ty giải trí ACM để mọi người đặt vé show diễn đầu tiên ở tại thành phố Hồ Chí Minh là 22 tháng 1, có sự góp mặt của anh Ba Ngọc Sơn. Hai bác cháu sẽ diễn bài Tình Cha và em Cường sẽ hát một cái bài phối riêng cho em ấy, từ trước tới giờ mà em ấy chưa hát, và một số nhạc phẩm khác ha. Và có ca sĩ Phương Thanh, anh Bo Đan Trường,
anh Nathan Lee, ca sĩ Trung Quang, Phương Mỹ Chi, Dương Đô Mít và nhiều ca sĩ nhí khác. Trong có Ben La Vũ là cái cô gái mà vừa đoạt vương miện hoa hậu Miss Echo International đó ha. Bây giờ Xuân Mỹ xin đọc vé của Miss Hiển 0345 125 661, Mr. Thiên 0333 160 825. Mọi người hãy đặt vé và nhanh tay gọi điện thoại đặt vé để có những vị trí ngồi tốt nhất, vì rạp Hòa Bình sức chứa rất là rộng nha mọi người. Và mọi người hãy nhìn lại màn hình để thấy hai thầy trò tập luyện một cách nghiêm túc như thế nào để chuẩn bị cho show diễn ha. Rồi xin Xuân Mỹ xin chào tạm biệt và hẹn quý khán giả trong những video tiếp theo. Chúc quý khán giả xa gần bình bình an, khỏe mạnh và sức khỏe dồi dào để đi xem show diễn của cậu Út Gò Công vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 tại Rạp Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh ha. Xin chào tạm biệt.